Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nữ mạng. Mậu Thìn lúc trẻ phải chịu nhiều khốn khó nhưng lại rất may mắn và hạnh phúc trong hôn nhân. Sang tuổi trung niên thì sự nghiệp công danh phát triển không ngừng, có phúc về con cái sau này. Những phân tích tử vi trọn đời Mậu Thìn sinh năm 1988 sau đây sẽ giải thích chi tiết hơn về cuộc đời của bản mệnh. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 nữ mạng, có cung mệnh thuộc cung đoài, mạng đại lâm mộc, cây ở rừng lớn, xưng con rồng, tướng tinh con quạ, Phật bà quan âm độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm tử vi trọn đời nữ mạng Mậu Thìn qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng Mậu Thìn, lâm mộc cây lớn, có tàng mái to, đương xuân sinh đặng thời sang, mùa xuân vượng mộc chẳng an đặng mùa, mùa hạ như tù chẳng an, giàu làm có của muôn ngàn cực thân, anh em cô bác chẳng gần, người dưng giúp của ân cần độ ta. Tuổi này vô số đàn bà, gặp chồng mạng lớn là phải nhịn ngay. Buổi đầu, chồng vợ đổi thay, nhiều chỗ đi nói ngại nàng chẳng ưng, tuổi sinh biết đặng nhiều nghề, phiêu lưu xứ khác xa quê ông bà. Tổng quan, nữ tuổi Mậu Thìn cuộc sống có nhiều gian nan vất vả, khi còn trẻ phải chịu nhiều khổ cực và khá khó khăn. Bước chân vào xã hội, nữ Mậu Thìn cũng gặp phải nhiều trở ngại, ảnh hưởng tới con đường sự nghiệp. Đến tuổi trung niên, vận số của họ mới được dần cải thiện và có những bước phát triển nổi bật về già. Mậu Thìn khá hạnh phúc bên con cháu và có số tài lộc. Tổng kết, nữ Mậu Thìn lúc trẻ phải chịu nhiều khốn khó nhưng lại rất may mắn và hạnh phúc trong hôn nhân. Sang tuổi trung niên, sự nghiệp công danh phát triển không ngừng, có phúc về con cái sau này. Nữ tuổi Thìn hưởng thọ trung bình từ 74 đến 78 tuổi. Nếu sống hiền lành, ăn ở phúc đức thân thiện thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Tình duyên, sinh vào các tháng 3, 7 và 12 âm lịch, nữ Mậu Thìn có cuộc sống hôn nhân nhiều vất vả. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình có nhiều điều không thuận lợi. Nếu muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn thì Mậu Thìn cần phải học cách nhường nhịn, cảm thông và chia sẻ. Sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch, cuộc sống hôn nhân của nữ Mậu Thìn nhìn chung khá đầm ấm, nhưng cũng hay vướng phải những chuyện thị phi. Mậu Thìn sau kết hôn nên giữ khoảng cách với những mối quan hệ khác giới trong xã hội, dành nhiều thời gian quan tâm tới gia đình, người thân. Sinh vào các tháng 1, 2, 6, 9 và 10 âm lịch, sau kết hôn có một cuộc sống hạnh phúc, nhiều niềm vui chờ đón Mậu Thìn. Người chồng sẽ đem lại rất nhiều may mắn cũng như tài vận đến cho nữ Mậu Thìn. Gia đình công danh. Về cuộc sống gia đình, khi còn nhỏ ít nhận được sự quan tâm từ phía người thân, lớn lên khó nhờ vả được nhiều người từ trong gia đình. Nhưng Mậu Thìn lập gia đình thì lại khác, họ rất được người chồng quan tâm và yêu thương. Về sự nghiệp, bước đầu khi lập nghiệp thì gặp phải khá nhiều những khó khăn cản trở, nhưng sau đó bằng nỗ lực không ngừng thì nữ Mậu Thìn đã dần khẳng định được năng lực bản thân và giành được vị trí xứng đáng. Sang tuổi trung niên, vận số may mắn nên công danh phát triển nhanh chóng, sự nghiệp rộng mở. Tuổi hợp làm ăn. Mậu Thìn muốn tìm đối tác làm ăn hợp tác thì nên lựa chọn những người thuộc con giáp sau đây, đó là Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi. Hợp tác với những người này, Mậu Thìn sẽ không phải lo lắng về vấn đề lợi nhuận bởi họ sẽ giúp cho những dự án, công việc chung đạt được thành công như mong đợi. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với một trong số các tuổi Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Đinh Mão, Ất Sửu thì nữ Mậu Thìn sẽ có cuộc sống không chỉ giàu có, phú quý về mặt vật chất mà còn có cả sự yêu thương về mặt tình cảm. Cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, có nhiều niềm vui. Kết hôn với các tuổi Mậu Thìn, Canh Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tý, cuộc sống hôn nhân của nữ Mậu Thìn tuy không được may mắn về tài lộc nhưng lại rất hạnh phúc về tình cảm. Hai vợ chồng thương yêu gắn bó, đoàn kết cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Tuy rằng ban đầu sẽ rất vất vả và gian nan, nhưng nếu không bỏ cuộc thì cuối cùng cuộc sống cũng có đủ ăn, sẽ đến với Mậu Thìn. Kết hôn với một trong số các tuổi Nhâm Thân, Bính Thìn, Canh Thân, Mậu Dần thì cuộc sống hôn nhân của nữ Mậu Thìn sẽ không được may mắn và hạnh phúc giống như họ hằng mong ước. Sau kết hôn, về mặt tài chính họ khá thiếu thốn, tình cảm ban đầu mặn nồng thắm thiết nhưng do ảnh hưởng của những khó khăn trong cuộc sống nên cũng có xảy ra nhiều khúc mắc, tuy nhiên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Muốn gia đình hạnh phúc và giữ vững được tình cảm thì Mậu Thìn cần phải biết cố gắng hơn nữa trong công việc, biết quan tâm, không cáu gắt với người thân của mình. Có những năm Mậu Thìn không nên tổ chức hôn lễ cưới gả do xung khắc về mệnh và tuổi, nên nếu kết hôn vào những năm này sẽ gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Đó là vào các năm 18, 20, 26, 30, 32, 38 và 42 tuổi.
quý vị gia chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 có thể mang theo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình để giúp tăng cường hòa hợp vợ chồng, hóa giải mâu thuẫn, đem lại cuộc sống gia đạo, yên ấm, bình an. Cụ thể thì với nữ Mậu Thìn sinh năm 1988, phong thủy gia cát khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp quý thần, thân, tí, thìn, vòng được kết hợp từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua, kết hợp với ba viên mã não màu đỏ, có khắc hình ba linh vật, thân tí thìn, mang năng lượng hội tụ, tương hỗ cho gia chủ rất tốt. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long, thân tí thìn cũng cần được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi đại kỵ do xung khắc nên nếu có ý định đầu tư kinh doanh hoặc làm những việc hệ trọng thì nữ tuổi Mậu Thìn không nên lựa chọn những người sau đây, đó là Tân Mùi và Quý Mùi. Trong lựa chọn kết hôn cũng không nên chọn một trong hai người này bởi do không hợp mệnh nên có thể sẽ khiến cho cuộc sống của nữ Mậu Thìn nhiều điều buồn phiền và không thoải mái. Năm khó khăn nhất. Trong cuộc sống có những năm mà Mậu Thìn đặc biệt khó khăn, vướng phải nhiều rắc rối, công việc không thuận lợi, đó là 25, 28, 34, 37 tuổi. Vào những năm này, Mậu Thìn nên cẩn thận hơn trong các vấn đề của cuộc sống, nhất là tiền bạc, sức khỏe. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ cho vận trình của mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách. Để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh, bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực và xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất khi bắt đầu làm một việc hệ trọng như khởi nghiệp, đi làm ăn xa thì nên chọn thời điểm xuất hành là vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì sẽ rất thuận lợi và may mắn thành công. Diễn biến từng năm, từ năm 19 tuổi đến năm 25 tuổi. Năm 19 tuổi, cơ vận về thi cử, đạt được những thành tích tốt. Năm 20 tuổi bắt đầu sự nghiệp, gặp phải nhiều khó khăn, nhưng đến những tháng cuối năm có bước tiến đột phá. Năm 21 tuổi đến năm 25 tuổi, có vận may về tình cảm, sự nghiệp trong những năm này cũng có nhiều tốt đẹp. Tuy nhiên trong năm có vướng phải những vấn đề sức khỏe, cần chú ý và cẩn thận hơn nữa. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, trong những năm này khá có vận may về tài chính. Năm 26 tuổi, tình cảm phát triển tốt đẹp. Năm 27 tuổi, được quý nhân giúp đỡ nên tài lộc có nhiều, sự nghiệp cũng nhờ vậy mà thịnh tiến. Năm 28 tuổi, có tin vui về gia đình, tình cảm ngày càng phát triển, con cái khiến cha mẹ vui vẻ. Năm 29 tuổi, thích hợp cho những ý tưởng kinh doanh đầu tư. Nếu làm ăn trong thời gian này sẽ rất may mắn và thành công. Năm 30 tuổi, cẩn thận về vấn đề tình cảm gia đình. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, trong những năm này vướng phải năm xung khắc nên ảnh hưởng nhiều tới các mặt của cuộc sống. Năm 31 tuổi, cẩn thận trong những cuộc làm ăn lớn, tránh hao tổn tiền của. Năm 32 khi đi ra ngoài cần phải cẩn thận, mặt khác cũng nên chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân, đề phòng các bệnh về đường ruột. Năm 33 và 34 tuổi, trong năm gia đình có nhiều niềm vui. Năm 35 tuổi có tin vui về con cái, cuộc sống gia đình yên ổn và không có sóng gió. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi gia đình có nhiều điều bất ổn, cuộc sống không quá thoải mái. Năm 37 tuổi và 38 tuổi, cuộc sống khá may mắn về tiền bạc. Tuy nhiên cũng cần phải để ý hơn tới sức khỏe, tránh làm việc quá căng thẳng. Năm 39 tuổi, cuộc sống yên ấm, công việc sự nghiệp không có gì bất thường. Năm 40 tuổi, có vận may về tiền bạc,
công danh sự nghiệp trong năm phát triển, sức khỏe được cải thiện hơn nhiều so với các năm trước. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, trong những năm này nên cẩn thận hơn về bổn mạng, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên quá tham công tiếc việc mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân. Mặt khác, trong năm có khá may mắn về vấn đề tiền bạc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, đây là khoảng thời gian cuộc sống có nhiều niềm vui, hạnh phúc, trong công việc không có điều gì phát triển cũng không gặp phải cản trở nên không cần phải lo lắng. Tình cảm giữa các thành viên trong nhà đều tốt đẹp, hòa hợp, con cháu thành đạt. Thưa quý vị, những luận đoán trên đây chúng tôi không thể nào khẳng định chính xác hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giúp cho tất cả quý vị chủ động hơn trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát để có thêm thật nhiều những thông tin hữu ích quý vị nhé. Chúc quý vị an khang, thịnh vượng và có vạn sự an nhiên.